Một điều mà các bạn chưa nhận biết ra là gì? Đang bị lùa gà một cách tinh vi. Người Việt Nam mình rất là ngộ. Khi mà nói thật, nói thẳng thì bị nói là nói sai, nói điêu. Mà khi người gian nói ngọt thì lại nói là người ta đúng. Hàng thiệt, hàng tốt, bán rẻ thì chê hàng đó là hàng dởm. Hàng dởm mà bán giá cao mà nói nhiều thì lại tin. Cách sử dụng tốt không tốn tiền thì nghi ngờ. Cách sử dụng tốn tiền thì lại khoái sử dụng. Các bạn đang bị những shop nổi tiếng, shop lớn lên lùa gà, trị bệnh về muối. Bữa giờ nhiều bạn hỏi mình, nói sao có những shop lớn người ta nói là muối là không nên trị một vài bệnh. Muối là một con dao hai lưỡi. Nó rất là tốt khi biết cách sử dụng. Nó rất là nguy hại khi mà sử dụng tùy tiện. Các bạn đã xem những cái clip của mình đã làm trên nhiều nền tảng thì mình nói là không bao giờ tự nhiên cứ thay nước là vô muối. Tại vì muối là thuốc, thì thuốc khi bị bệnh mới là uống, không bệnh uống làm cái gì. Mặc dù thuốc là không tốt, nhưng mà khi trong quá trình điều trị bệnh mình một tuần lễ nửa tháng thì uống vô hoặc là tác dụng vô đâu có sao các bạn. Nói vậy sợ có nhiều bạn nói là trị muối vô mẻ vẫy, trị muối vô hư cá, cho nên là không trị muối. Mua những cái loại thuốc trên thị trường vừa tốn tiền vừa cực, phải hạ nước, hạ tùm lum tùm la hết trơn thì người ta nói lại tin. Thì bây giờ mạng xã hội nó có rất là nhiều, nói chung là tùy theo người ta có cái ý đồ gì đó, người ta PR cho một cái sản phẩm, PR cho một cái thương hiệu, PR cho bản thân, và vì cái mục đích kinh tế người ta có thể làm gì đó. Các bạn hãy thận trọng khi tiếp nhận những thông tin đó và tự hiểu thôi, chứ mình cũng không ép ai phải làm theo mình, và mình nói cách của mình là như vậy. Các bạn thấy ok thì sử dụng. Thì các bạn cũng đã biết mình sử dụng cách nuôi cá của mình rất là đơn giản, nhưng mà hiệu quả các bạn thấy là những cái con cá của mình đã có. Hiện tại các bạn đang lăn tăn cái vấn đề là trị bệnh cá rồng bằng muối với một số bệnh, cụ thể là gì? Bị trùng mỏ neo. Anh nào đó nổi tiếng gì đó không biết, shop lớn, shop A rồ A nà gì hết không biết, nói là trùng mỏ neo mà đi trị bằng muối làm tức cười. Khẳng định các bạn 100% trùng mỏ neo trị muối hết. Giai đoạn đầu tiên nếu mà không hết thì có thể là do những cái bạn chỉ trị chậm thì tăng cường Tetracycline. Cái bộ đôi này là kèm quát tất cả những cái bệnh về nấm ở ngoài da ở ngoài. Mình nói một vài bệnh như là nấm râu là không được nha, vì mình đã từng bị đó, mình đã từng trị, mình đã lên clip mà trong rất tiếc trong cái kênh cũ trên cái nền tảng khác ngay con cá mình luôn. Trị bệnh và ok, không có vấn đề gì hết, các bạn đừng có lo lắng. Một cái loại thuốc hay một cái gì đó trị bệnh các bạn, thì khi mà trị bệnh theo tự nhiên, cái nguồn thuốc từ tự nhiên nó sẽ tốt hơn cái nguồn thuốc từ nhân tạo tạo ra. Thì các bạn thấy muối nó từ thiên nhiên ra, cho nên có rất là nhiều cái tốt. Chứ các bạn đừng có nghĩ là phải sử dụng thuốc, phải sử dụng cái này, sử dụng cái kia mới hết. Cái đó là không phải, dĩ nhiên nó sẽ hết, nhưng mà nó có nhiều cái không cần thiết. Thì muối rẻ tiền tại sao không sử dụng? Và các bạn cứ nghĩ nếu mà mỗi ngày các bạn vô muối thì đương nhiên cái đó là nó sẽ không tốt, nhưng mà khi bệnh các bạn vô muối thì đâu có sao. Đừng để những anh a rồ quá nà vì cái lợi ích của người ta mà người ta đang lùa các bạn mà các bạn không nhận ra.